Đi ngoài luôn hả? Đi ngoài luôn, đi ngoài luôn. Trứng, trứng. Cố lên, cố lên. Mình sẽ đi ra tới ngoài luôn nha cả nhà. Ủa, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, hôm nay làm gì nữa vậy? Đang thiết kế cái trò chơi nè. Không quay đâu. Thôi, biết không? Biết đang làm gì không? Đây là cái khâu rất là đặc biệt luôn. Là cái khâu mà chà nhám cho cây cao đằng sau là cho nó trơn nhất có thể luôn nha cả nhà. Cái mẹo hả? Không phải mẹo. Ngày mai á, là mình sẽ tổ chức là một cái trò chơi tại ngay chỗ đây đây. Nó là cái trò chơi đi trên cây cao lấy tiền. Thì mình có cây tràm đó phải không? Mình sẽ bắt cây cao dài ra ngoài dưới mương này nè. Đây mình sẽ đào đất, mình đút cái cây cao vô cái ống bọng nè. Đó, mình đây thì mình đi ra đó. Trời ơi. Đó. Thì nếu mà ai mà đi mà ra ngoài để lấy được là sẽ có phần thưởng luôn nha. Thì ngày mai mình sẽ treo phần thưởng đây. Thì tất cả mời cả nhà mình á có coi clip này nè, ngày mai đúng 5:30 chiều ngày mai sẽ chơi ở đây nha. Thì bất kỳ ai vô chơi cũng được hết, đều có phần quà hết trơn nha. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm thôi. Cái khâu mà đi trên cây cao mà đi mà từ gốc ra đây. Đó, từ đây mà đi ra tới đợt. Đó, chỉ cần là sao nè, đi nè, đi từ đây đi ra tới đợt thôi. Đó là nhận tiền được nha. Tiền mình sẽ cắm ngay chỗ này nè. Tất cả mọi người đều chơi được nha. Mình bữa nay mình kêu gọi luôn đó nha. Ai lại chơi cũng có quà đem về cho nó nha. Đó. Liên Ngôi nhắn ngày mai dám giật giải lại người ta không? Sao không trời? Vậy hả? Đi bình thường mà có gì đâu anh thức. Đó thấy không? Đơn giản không? Trời ơi nè. Không té luôn không? Thôi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cặm cái cây trụ giữa nha cả nhà. Đây. Cái cây này là cây đinh ba, cặm trụ giữa. Cố lên, cố lên. Đi on on luôn, anh thức mập quá mà. Cố lên. 1 2 3 nào. Sa 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 sa. Chết rồi vậy. Rồi. Bây giờ mình sẽ đút cây cao vô cái ống đó nha cả nhà. Rồi, dở lên nè. 1 2 3. Nghe chưa? Bây giờ mình sẽ dở cái đầu này lên luôn. Và dở lại luôn. Trời. Ông nội rồi. Đừng lên, dở lên nè. Ô, thật là thông minh. Rồi đó. Rồi. Rồi, ok. Được đâu? Được nữa mới được. Cao là nó không biết cái chỗ nào người ta mới cắt được. Cao lắm như nào. Vô nữa không? Cháu nữa nào? Tay nách quá đấy, vô nữa đi. Vô mới có chút xíu vậy. Cao lên chút xíu dậm lại. Rồi. Vô nữa đâu? Đâu. Rồi. Ok. Rồi. Dính. Rồi, đi ngoài luôn hả? Đi ngoài luôn. Không được đâu, chạy ra rồi nè. Đóng cây nó niêm lặng. Trời. này nó nội ôi sâu trong chút nữa. Xăng nó động nữa. Đầu la cái gì trời. Nặng quá tí đó. Ừ, vậy nó mới chắc đó. Không, lấy cây cậm đây lại nè. Chứ. Đây để nó hiu. Trời, lấy cây cậm cọt kia đây lại. Mới chạy xét. Quay cái cảnh tao lết ra ngoài. Sao cái chân sình không vậy? Để nha, cái kia còn chạy á. Trứng trứng. Luôn á. Đi đâu tới ngoại luôn nha cả nhà.